À, xin được xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em chạy trên xe Check Epic 7.4 này, test bảo dưỡng xong xe thì mua đấu giá bên Nhật về đường bay, và sau khi bảo dưỡng xong thì cũng hôm nay rảnh rảnh thì thời tiết khô ráo nắng ráo thì mang ra đường giảm võ này chạy một vài cây số. Cảm giác lái của chiếc này nó rất là nhẹ nhàng, xe thì rất là nhẹ, không nhôm cả carbon đấy, và bầu chuyển động nó cực kỳ mượt luôn. Bầu chuyển động thì là siêu lô đều rê 3 đĩa và 9 lít, gạt đĩa Aceda, giò đĩa Shimano, chạy rất là thích các bạn. Bánh Bontrager 732cc, đốp rất mới luôn, nguyên đẹp đấy. Từ cái size xe này là size M, và em là cao 1m60 thì em đang để cái mức yên như thế này. Đấy, thậm chí các bác tầm 1m57-58 trở lên thì hạ khoảng 3 phân nữa thì đều có thể chạy được chiếc size M này. Đấy, và các bác cao hơn tầm quanh tầm mét từ 62 đến khoảng tầm 73 thì các bác nâng yên này một chút là có thể chạy ok chiếc này. Đấy, xoay ngang nó tầm 52,5, nó rất là phù hợp với một chiếc xe touring cái và cái quanh như tầm 1m60 đến khoảng tầm 1m73-74 đổ lại thì dưới 1m75 thì chạy sẽ phù hợp. Màu xanh lá mạ rất là nổi và đẹp, cực yêu luôn các bác ạ. Em chạy test và quay giới thiệu một chút xíu. Đấy, xe thì phân khúc tầm giá là trên 10 triệu các bác nhé, mười mấy triệu, trên 15 triệu các bác nhé. Độ mới rất là cao, xe sách tay Nhật. Tay bấm xả Shimano Aceda, tay nắm Bontrager, loại công nghệ ISO Zone, công nghệ giảm chấn, ghi đồng phố tăng nhôm Bontrager, hệ thống dây đi âm âm khung, âm sườn, đấy, cả carbon, rất đẹp. Mày rất dễ qua như vậy, long lanh luôn. Em xin tạm dừng video đây ạ. Xin cảm ơn các bác.